Xin chào quý vị các bạn. Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc Toyota Vios bản E số sàn sản xuất năm 2015. Đây là chiếc Vios bản E số sàn sản xuất năm 2015 với form dáng và kiểu dáng cũng như là thiết kế của Vios đã từng mệnh danh là Vios thần thánh, một trong những dòng xe được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam. Mặc dù nó không nhiều tính năng hiện đại cũng như là không được lắp nhiều cái trang thiết bị hiện đại như các dòng xe Kia, Hyundai, nhưng Vios đã trở thành một chiếc xe thần thánh được rất đông đảo người Việt Nam ưa chuộng. Và đây là chiếc Vios bản E số sàn 2015. Và chiếc xe này hiện nay đang được bán với giá 355 triệu đồng. Chỉ với 355 triệu đồng, quý vị đã có cơ hội sở hữu một chiếc Vios bản E số sàn sản xuất năm 2015. Với bản E số sàn động cơ 1.5 MT, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS. Đây là bản đủ của số sàn, bản đủ nhất của số sàn. Và hiện nay chỉ được bán với giá là 355 triệu đồng thôi. 355 triệu đồng cho một chiếc Vios bản E số sàn động cơ 1.5. Và đây là form dáng của nó. Tí nữa chúng ta sẽ đi thêm về chi tiết của chiếc xe. Bản E số sàn 2015 động cơ 1.5 và chỉ có giá là 355 triệu đồng tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương. Và đây là nội thất của chiếc xe. Xe màu bạc, nội thất màu vàng kem. Xe được trang bị đầu CD, chưa được lên màn hình. Và chiếc xe này mình nhấn mạnh cái giá là 355 triệu đồng thì mua được Vios E số sàn 2015 thì quả thật là quá rẻ. Thật sự là quá rẻ cho một cuộc tình. Xe thì không tai nạn, không ngập nước quý vị nhé. Tí nữa thì quý vị sẽ cùng với mình đi kiểm tra là thế nào là không tai nạn và không ngập nước. Còn bây giờ chúng ta về thiết kế nội thất của Vios thì nó cũng rất là đơn giản. Xe được trang bị 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, sinh nhan. Vâng, sinh nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cụp điện. Đây ạ. Đây là thông số của xe Toyota Vios E số sàn 2015, sản xuất năm 2015 đây. $355 triệu đồng nhé quý vị nhé. Xe thì tiêu thụ rất ít nhiên liệu, khoảng tầm 6 lít, hơn 6 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp thôi. 4 la răng đúc, 4 phanh ABS. Đây là phần kỹ thuật của xe. Trước khi vào phần kỹ thuật của xe thì chúng ta xem lại nội thất. Ghế da màu kem, trần nỉ nguyên bản đã bọc thêm cái lớp ni lông chống bụi. Và đây là đây là chỉ của cánh bên phụ đây. Đây chỉ của cánh bên phụ đây. Còn đây là chỉ của cánh sau bên phụ. Chúng ta sẽ đi đến phần cốp. Đây, phần cốp thì các cái đinh tán máng nước còn nguyên ra quý vị nhé. Đây bên này cũng thế, máng nước còn nguyên. Rồi là chỉ đây, chỉ cabo còn nguyên hết ạ. Chỉ cabo đây. Đây là phần chỉ của cabo. Rồi phần khoang cốp. Đây là la răng dự phòng. Đây cốp của mình nhìn này còn sáng bóng sạch sẽ, không han gì mục mọt cũng như là không bị móc méo xẹo sọ gì. 335 triệu đồng, 2015 Thế bây giờ chỉ về phần chỉ của cánh đằng sau bên lái đây. Đây là chỉ cánh sau bên lái thôi. Đây là phần chỉ cánh sau bên lái. Và đây là phần chỉ của cánh lái. Chỉ của cánh lái thì mình cũng nói luôn là chỉ của cánh lái nó cũng có bị dập một đoạn, chắc là mỏ vào bờ tường đây ạ, đúng đoạn này mất khoảng một đoạn, khoảng tầm 15 phân, còn được 15 phân là đây là khả năng là mỏ vào tường, xong rồi làm lại cái đoạn này, mất đoạn này thôi đấy, còn đoạn dưới này vẫn nguyên, đoạn trên này nguyên, đinh tán đinh thước còn nguyên hết, đoạn này nguyên, đoạn này nguyên này. Nhưng mà đoạn này là bị một đây này. Đây các bạn nhìn lên đây, đây mình cũng nói rõ đấy, đây là bị mất khoảng độ 15 phân đấy, còn chỉ đây thì ok đấy, khả năng là cái này là mở vào tường hoặc là mở vào va vào cái gì đấy, khi mà lái xe mở cửa không chú ý là va vào cái gì đấy, mất đây, mất đoạn này thôi, không đáng kể đấy, mình cũng nói rõ cho quý vị luôn. Về phần động cơ của chiếc xe, khoang động cơ đây, khoang động cơ của chiếc xe thì động cơ sạch sẽ, không dầu mỡ gì đấy, quý vị nhìn đấy, không dầu mỡ gì, động cơ sạch sẽ. Các quý vị nhìn thấy các cái vách máy cũng như là các cái đầu ốc xe rất là khô ráo sạch sẽ, máy số ngon, các cái phần đinh tán gù giảm sóc còn nguyên đây, đinh tán sâu các bạn nhìn lên trong này còn nguyên xi và nguyên vết bụi của thời gian đây, đây đinh tán phần má đây còn nguyên xi hết, đinh tán phần má đây, bụi giảm sóc đây, đây còn nguyên đúng không, đầu rằng đây. Nói chung là xe chỉ có khoang máy chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Đây ạ, đây là phần chỉ cabo. Đây phần chỉ cabo đây. Đây phần chỉ cabo đây các bạn nhé, còn nguyên. Đấy. Và chiếc xe này hiện nay đang được bán với giá 355 triệu. 355 triệu đồng. 355 triệu đồng cho một chiếc Toyota Vios bản E. Số sàn 2015. Mời quý vị về xem xe trực tiếp tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương. Địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Dũng Audi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo.